Sốc, Messi sẽ sớm cập bến Saudi Arabia. Thành công của Al-Nassr sau việc có chữ ký của Cristiano Ronaldo với số tiền khổng lồ đã khiến các đội bóng khác của Saudi Arabia tự tin rằng họ có thể chiêu mộ Lionel Messi nếu đưa ra lời đề nghị phù hợp. Nhà báo người Tây Ban Nha Hoàng Phôn đã đưa tin Al-Ittihad Fan Club có thể đưa ra một lời đề nghị đáng kinh ngạc để có được sự phục vụ của Messi vào mùa hè này. Al-Ittihad được cho là sẵn sàng cung cấp cho Messi mức lương 88 triệu euro mỗi mùa cùng với hợp đồng 2 năm. Nếu tiền đạo người Argentina đồng ý với thỏa thuận này, nó sẽ khiến anh trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất trong lịch sử bóng đá. Câu lạc bộ của vùng vịnh đang hy vọng ký hợp đồng với Lionel Messi và giành chức vô địch quốc gia lần đầu tiên kể từ 2008-2009 bằng cách thách thức hai gã nhà giàu khác là Al-Hilal và Al-Nassr, những đội đã thống trị giải đấu trong nhiều năm qua. Tương lai của cầu thủ người Argentina đang bị bỏ ngỏ khi hợp đồng của anh với Paris Saint-Germain, PSG, sẽ hết hạn vào cuối mùa giải 2022-2023. Chưa có bất kỳ cuộc đàm phán cụ thể nào về việc gia hạn hợp đồng, mặc dù gã khổng lồ nước Pháp hy vọng vẫn sẽ có Messi trong danh sách của họ sau chiến dịch này. Trở lại Barcelona hoặc chuyển đến đội bóng của giải bóng đá nhà nghề Mỹ Inter Miami đã được nhiều người coi là hai lựa chọn của Messi nếu anh quyết định không kéo dài thời gian ở lại Paris. Tình cờ, nhà cầm quân của Al-Hilal, Ramon Diaz mới đây đã lên tiếng về sức chi tiêu của các câu lạc bộ ở Saudi Arabia. Ông nói với ấn phẩm Marca, Saudi Arabia có cơ hội mua Messi ngay bây giờ. Hãy tưởng tượng sức mạnh mà đất nước này có. Chúng tôi đang chờ đợi điều đó ngay bây giờ và theo tin tức tôi nhận được, Messi sẽ sớm cập bến đất nước này. Tiền đạo Lionel Messi của Paris Saint-Germain và Argentina đã giành giải thưởng cầu thủ nam xuất sắc nhất năm 2023 của FIFA. Đây là lần thứ 7 anh làm được điều này trong sự nghiệp. Chân sút 7 lần giành quả bóng vàng đã đánh bại đồng đội của câu lạc bộ là tài năng trẻ Kylian Mbappe và tiền đạo của Real Madrid, Karim Benzema để giành giải thưởng năm nay. Lần cuối cùng anh giành được giải thưởng này là vào năm 2019. Cầu thủ người Argentina đã gặt hái được nhiều thành công trong năm 2022. Anh đã giúp PSG giành chức vô địch Ligue 1 vào tháng 5, ghi 11 bàn và có 15 pha kiến tạo sau 34 trận trên mọi đấu trường. Messi sau đó đã đạt được mục tiêu cả đời của mình khi cùng đội tuyển Argentina giành chức vô địch FIFA World Cup 2022 tổ chức tại Qatar vào cuối năm ngoái. Anh là một cầu thủ có ảnh hưởng đối với La Albiceleste tại sự kiện 4 năm một lần, ghi được 7 bàn thắng và cung cấp 3 pha kiến tạo trong 7 trận đấu. Cầu thủ người Argentina cũng được trao quả bóng vàng World Cup cho những màn trình diễn của anh trong giải đấu. Đây là lần thứ 2 sau 5 mùa dự World Cup. Tiền đạo này giành giải thưởng cá nhân từ mùa 2014 về nhì thế giới sau tuyển Đức,